Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Noob Lucky Block. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại gọi là Lucky Block của chúng ta, và hiện tại mình đang có 67 level và mình đã gỡ hết những cái đồ đạc mà của tụi Enderman ấy, mình cất bớt rồi. Và mình cũng lấy ra một số cái đầu nè để chúng ta có thể trang trí khu vực kia. Ngoài ra thì mình cũng sẽ lấy ra kim cương. Kim cương chúng ta có rất là nhiều, mình sẽ cần phải làm một cái set đồ bằng kim cương. Tại vì mình mặc cái set đồ kia á, thì nó độ bền nó rất là kém mà nó lại rất là mạnh. Mình mặc vô mình di chuyển đi như là siêu nhân vậy á. Ngoài ra thì cái kiếm nó làm cho cái tốc độ speed của mình chạy vèo vèo vèo, cho nên mình rất là hạn chế sử dụng cái những cái đồ đó. Thì bây giờ mình sẽ có 67 level nè, mình sẽ đi cường hóa đồ, tại vì cái level này là chúng ta giết con rồng ấy, không phải giết nữa, nó đánh mình cái nó phản đam nó chết luôn. Tại vì đồ quá mạnh thì mình ở dưới đây mình cũng đập ra một tí để mình để mấy cái rương. Đây đây là cái set đồ đó, đây toàn là 3.000 không. Ngoài ra thì cái kiếm cực kỳ mạnh luôn, chạy như siêu nhân vậy, cộng 0.8 speed thôi mà chạy bé cháy. Ngoài ra thì chém cũng khá là mạnh, nhưng mà nếu mình muốn á, mình có thể sử dụng cái kiếm này để đi farm, tại vì một đánh một cái bạn có thể rớt ra 30 miếng thịt, và hình như là nó có dòng lửa luôn đó. Nó có dòng lửa thì có thể mình, nếu như mình hết thịt đấy, mình đi đánh với con bò ấy, là nó cũng sẽ cho ông ta rất là nhiều á, nhiều đồ. À, lấy mình thon 2 hả, ok lỡ rồi phải lấy thôi. Protection 3, nói chung là mình cứ ép hết đi, rồi sau này thích thì chúng ta có thể ép thêm. Chứ bây giờ là full, hiện tại mình đang full level ấy, level mình khá là nhiều. Rồi kiếm sắp nịch gì, sắp nịch ba vậy, ai chơi. Ok mình sẽ bỏ sách vô rồi. Ok nóc bách 2 ngon nè, lấy sắp nịch 4, thấy không, cái này cái hệ thống enchant này nó rất là lừa đảo các bạn à. Tại vì bây giờ mình có nhiều level quá cho nên mình phải ép hết. Nếu không ép á thì mình sợ là chúng ta sẽ bị chết ấy, chết thì sẽ mất level rất là uổng. Cho nên mình sẽ ép hết luôn ha. Rồi, bỏ cái chân này ra luôn. Nó đẹp trai chưa? Có nguyên một set kim cương luôn, quá là đẹp trai luôn các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó, chính là vấn đề lương thực, thực phẩm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cần có lương thực thực phẩm thì chúng ta mới có thể gọi là sống sót sinh tồn trong cái thế giới này để có thể đập được những Lucky Block. Và nếu như các bạn nào yêu mến mình ấy thì đừng quên ấy là để lại một like và chia sẻ, cũng như là nếu như bạn nào thích mình làm những cái thử thách gì thì đặt thử thách cho mình ở dưới phần gọi là comment của video nha, để mình có thể đọc và mình thực hiện những cái thử thách để cho cái series này nó hay và hấp dẫn hơn. Ok, mình mới lấy một đống than. Thì ở đây chúng ta có một cái đường đi xuống tạm thời, đường đi xuống dưới tạm thời để mình đi mai các thứ ấy, đi đào, nếu như mình đi thiếu lưu ly hay là cái gì đó thì mình nhảy xuống mình đào. Ngoài ra thì cái phòng này mình cũng chưa biết là mình làm gì, cho nên bây giờ mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ làm, các bạn biết cái ruộng bậc thang không? Chúng ta sẽ làm những cái ruộng bậc thang, nhưng mà những cái ruộng bậc thang này ấy mình sẽ mình định là làm ở dưới lòng đất. Nhưng mà nếu như làm ở dưới lòng đất này thì chúng ta lại gọi là khá là nhỏ, không có đủ chỗ để chúng ta có thể làm được nhiều ha, thì nó sẽ không hay lắm. Mà làm ở ngoài thì nó lại giống như cái cũ, nó cũng không hay lắm. Cũng hơi là khó khăn cho chúng ta đấy. Thì hiện tại có một số bạn thắc mắc là tại sao cái giọng mình nó khác, thì mình đang bị cảm sổ mũi các thứ, cho nên cái giọng nhiều khi nó sẽ hơi khác một tí các bạn, nhưng bạn thông cảm ha. Thì chắc là mình sẽ làm ở đây đi, chúng ta sẽ làm một hai, mình sẽ làm một hai ba bốn năm sáu, ở đây là điểm điểm giữa là ở đây mà. Thì đập ra 7 hả? Một là làm 7, hai là làm 9. Mình nghĩ là làm 9 đi, 9 ô. Và chúng ta sẽ phải đào chỗ này ra.
ra 7, ra 8. 8 là 7, 8, 7 lần 8 luôn. 8, 8 lần 9 là nhiêu ta? 8, 9 là 72. Ok. Được. Giờ mình sẽ đào cái chỗ này ra nha các bạn. Chúng ta sẽ làm mỗi mỗi cái tầng một cái phòng như thế này nè, là một cái máy farm cũng được. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết về cái máy farm khoai tây đi. Bây giờ mình sẽ đào ra cái đã nha. Đây là điểm giữa nè. Chúng ta sẽ cần phải đánh dấu một cái, mình sẽ đánh dấu một cái là mình sẽ đặt cái đặt cái chest ở đây. Thì ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mình sẽ đào ra cái đây nha các bạn. Ok, đến lúc chúng ta gặp phải cái vấn đề khó khăn ở đây các bạn. Đó chính là mình sẽ cần có 8 cái địch bên, 9 cái địch bên sơ, mà chúng ta chỉ có đang có 3 và có 10 chỉ. Tức là chúng ta không đủ làm, mình cần tới 9 cái điểm, 6 cái cung nữa. 6 cái cung còn nguyên để chúng ta có thể làm cái điện bên sơ. Thì điện bên sơ cần có cái cung các bạn. Cái này đấy, cái cung là công thức làm như thế này. Thì bây giờ mình sẽ cần có thêm 5 cái cung nữa, và đây chỉ là được thêm 2, tức là cần thêm 3. Tí nữa vậy là tí nữa chúng ta sẽ cần phải đi săn tụi quái vào ban đêm rồi đó, sử dụng cây kiếm của Enderman để chém tụi nhện. Và ở đây thì mình đang đặt tạm mấy cái lò nấu ở đây để nó nấu cho chúng ta đá. Và ở dưới thì mình cũng đã đào ra một cái phòng khá là rộng, thì từ từ chúng ta sẽ trang trí cái này. Và có thể là mình sẽ đào thêm một ô nữa, tại vì mình cần có một cái chỗ thoáng thoáng tí, rộng rộng tí để chúng ta đi ra đi vô, rồi để trồng trọt, rồi sử dụng hệ thống đá đỏ nữa. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một số đồ, rồi sau đó chúng ta sẽ đợi trời tối để đi săn tụi nhện nha các bạn. Ok, lên đường đi săn. Ốc, lên đường đi săn thôi các bạn ơi. Thì đó, mình nghe tiếng nhện rồi nè, mình nghe tiếng nhện ở đâu đó. Chạy đi, chạy đi. Đây đây, mình thử quýnh một con bò. Mình sẽ lấy được 33 miếng thịt bò. Thấy không? Bạn thấy ghê không? Chém một cái này là có lutein 30. Thì bây giờ mình chỉ việc đi kiếm mấy con nhện thôi. Sau đó mình sẽ chặt một cái là chúng ta có ba mươi mấy cái tơ nhện. Cái kiếm này kiểu bá đạo vãi. Còn muốn kiếm đây, nhện đây. Chỉ cần đứng đây. Khò khò để coi có bao nhiêu cái tơ nhện. 34 cái tơ nhện. Đầy đủ rồi. Quay trở về thôi các bạn. Quá là bá đạo. Đó, cho nên mình mà muốn đi săn thịt đi, mình mà hết đồ ăn ấy, thì chỉ việc cầm cái kiếm này đi chém thôi. Nhưng mà như vậy thì nó quá là đơn giản đi, mình không thích. Cho nên mình phải làm một cái hệ thống cung cấp lương thực, gọi là lương thực gì ta, gọi là trái cây hoa củ quả. Chứ ăn thịt hoài nó sẽ bị ngán các bạn. Ok, đi ngủ một cái nào. Đây, còn ở trên này mình làm cái này vui lắm. Để mình lên cho các bạn xem. Đây, ngay cái đầu giường mình gắn cái đầu của thằng Sti vô. Khi các bạn ngủ nè, bạn sẽ nhìn thấy cái đầu của thằng Sti luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là cái gì? Bắt đầu cái máy phao của chúng ta thôi. Thì bây giờ mình sẽ đặt hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây là dạng upper đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì ở đây mình sẽ đặt những cái dispenser vào. Rồi nối đất ra để chúng ta trồng trọt ở đây. Đập cái đuốc tối thui vậy ta. Chắc là mình phải cần có đèn rồi. Tại vì không có đèn thì cây nó sẽ không mọc được. Đấy. Thì đây cũng là 8 luôn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cho nó xuống một ô đi các bạn. Tại vì mình sẽ để cái rương ở dưới này luôn. Tại vì nó sẽ ngang hàng với ngang tầm với lại mình nè. Thì mình sẽ lấy nó dễ hơn.
cứ còn để đây thì nhìn nó hơi kỳ kỳ một tí. Thì mình chỉnh lại như thế này nhìn cho nó đẹp thôi, chứ cũng không có gì đâu. Tạm thời chúng ta sẽ cắm đuốc ở đây lên và ở đây. Chắc là mình phải mang cái rương nó ra ngoài rồi. Full đồ rồi. Cái hệ thống đá này thì không phải hệ thống đá mà đống đá này mình vừa mới đi đi đào ra nè. Tạm thời để đây đi ha. Rồi chúng ta sẽ ráp những cái dispenser vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ đổ nước. Nhưng mà hiện tại thì mình phải đi múc nước rồi. Đổ nước vô để cái đất này nó có thể cuốc được. Nó làm cho đất nó ướt ấy. Ok, mình đã đổ nước cũng như là làm chín cái số nước bỏ vô trong mấy cái dispenser đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có 8 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì 8 ô này á, nó sẽ giúp chúng ta là gọi là thu hoạch. Và sẽ rớt vô trong cái nó đẩy tới ô thứ 8 thì nó sẽ rớt xuống hopper. Và ở đây thì hopper nó sẽ chỉ vô cái rương này của mình. Và còn ở đây thì mình chắc ốp lại đi, tại vì không cần lắm. Và ở đoạn này thì nếu thích á, mình sẽ trang trí khu vực này. Và ở đây thì chúng ta sẽ ốp một cái mình nghĩ là mình sẽ ốp một cái slab ở đây. Thì ở đây mình cũng phải ốp luôn nha các bạn. Thì mình nghĩ là ốp cái slab ở đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có thể đi lên được, đi giống như là kiểu là một cái ô nó có một nửa ấy, thì mình sẽ đi lên được. Và ngoài ra mình cũng sẽ có thể thu hoạch được đồ, thu nhặt được đồ ấy, thì lúc đó mình sẽ đi lên đi xuống trồng trọt nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ ngủ một cái rồi mình sẽ làm luôn cái hệ thống bấm nút thu hoạch luôn nha các bạn. Ok, mình vừa mới gọi là gì, chặt đống cây thì mình sẽ ốp lại luôn, ốp cái này lại để cái nước nó không có bị đụng các bạn, không bị đụng vào cái đường cái nước chảy ra không bị đụng vào đường nước của chúng ta. Rồi ốp cái gỗ vô như thế này ha. Đấy, nhìn cũng khá ổn. Thì nếu thích thì mình có thể ốp cái slab ở đây luôn. Đó, như thế này. Ốp slab vô. Không biết mình ốp slab ở đây thì mở rương được không? Không mở rương được. Đó, thì ở đây bạn vẫn có thể nhận đồ bình thường. Và mình có thể đi lên đi xuống nè. Để làm gì? Đi lên đi xuống để mình gọi là có thể trồng trọt ở đây. Ví dụ mình thu hoạch xong thì mình phải đi lên đây để mình trồng tiếp chứ, đúng không? Và bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ để chúng ta bấm nút. Chúng ta bấm nút một phát thì hệ thống sẽ tự động thu hoạch ha. Chắc là làm cái nút, cái nút ở đây đi. Cái nút ở đây. Ê cha, làm cái nút ở đây thì làm cái nút ở đây thì nó hơi vướng. Có thể làm ở đây. Ở đây cũng được. Ở đây thì mình sẽ có một cái repeater chỉ ở đây ha. Ok. Thì cơ bản cái này cũng chỉ là kích hoạt cái đường điện thôi. Và mình sẽ cần thêm một vài cái repeater nữa. Mình trong đây đang có 7 cái là không đủ rồi đó. Nhìn là thấy không đủ rồi. Nối vô ha. Đó, di chuyển thôi. Từ để mình đi vô trong đây. Và chúng ta sẽ đào chỗ này ra hai ô như thế này. Để làm gì? Để gắn cái repeater vào cho những cái dispenser của chúng ta. Hệ thống này đơn giản thôi. Hết chưa ta? Wow. Nhiều quá. Hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn. Ồ, không đủ. Nhưng mà không sao. Đấy. Bây giờ mình sẽ gắn đá đỏ vô và chúng ta sẽ ốp cái đá ở trên, khỏi phải cắm đuốc các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra làm thêm vài cái repeater nữa. Ok, xong rồi các bạn. Vô cùng đơn giản, thấy không? Bấm cái nữa tắt. Đơn giản vô cùng. Nhưng mà mình cảm giác nó vẫn nó cũng được. Nói chung là cũng được và mình sẽ ốp luôn. Ốp lại. Tại vì mình không muốn cắm đuốc thôi. Mình ốp lại như thế này thì ở trỏng không bao giờ xuất hiện quái được các bạn. Đó. Đấy, thì như thế này. Nhìn nó cũng khá là kín rồi. Không ai phát hiện ra đâu. Đó.
Còn nếu như bên xung quanh này các bạn muốn đẹp thì đập ra ốp cái wow, gặp trúng sỏi nữa, đập ra ốp cái ấy vô, ốp cái gạch vô, mình sẽ đập ra ốp gạch vô ha, cho nó đẹp thôi, trang trí mà. Với lại nhìn đất cái này thì cũng không đẹp lắm, cho nên mình quyết định là đập ra ốp lại. Ở đây ốp lại luôn đi, và chắc là phải cắm đuốc lên rồi bạn ơi. Cái này có để mình không biết mình có đá phát sáng không ta, để tí mình xem nữa, mình coi thử mình có đá phát sáng không. Có đá phát sáng mình sẽ ốp đá phát sáng vô ở trên nóc ấy cho nó sáng, không cần phải cắm đuốc nhìn nó sẽ khá là xấu. Và mình sẽ ốp gạch vô, làm hai stack là dư rồi, ốp vô như thế này ha. Đó, cái trần nữa, còn cái trần nữa, nhưng mà cái trần thì để mình đi kiếm thử coi, không biết là bữa mình có đá phát sáng không, để mình đi kiếm nè. Cứ bình tĩnh đấy, thấy chưa, nhìn là thấy đẹp hơn lúc nãy rồi đó. Mặc dù chúng ta chỉ ốp gạch vô thôi nhưng mà nhìn nó sang hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều. Còn ở trên này thì thích thì các bạn ốp giống như ở dưới luôn. Đấy, ốp như thế này. Rồi ở trên này thì đập ra có thể là ốp gạch. Thì mình sẽ ốp gạch với lại ấy thôi. Gạch với lại cái đá phát sáng, nhưng mà chắc là mình chưa có đá phát sáng đâu. Mình sẽ chắc là phải làm cọc đi xuống dưới kia tìm một ít đá phát sáng rồi đi xuống dưới địa ngục. Làm cổng địa ngục, đi xuống dưới địa ngục đào một ít đá phát sáng đem về. Cổng địa ngục chắc là mình sẽ đặt ở trong cái căn cứ của chúng ta luôn, ở trong hầm này luôn chứ khỏi đặt ở ngoài đi. Rồi, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, chắc là mình sẽ đặt tạm cái cổng địa ngục ở đây đi. Đặt tạm ở đây thôi ha. Đặt tạm. Chứ bây giờ chưa biết đặt ở đâu hết. Thì mình đang có 10 cục obsidian nè. Mình sẽ đặt tạm ở đây đi. Đó. Đi xuống nào. Hy vọng là chúng ta không xuất hiện ở một cái khoảng không, mà mình phải xuất hiện ở một cái, để từ từ mình lấy cái cung cái ra, cái khu vực có sàn đồ các thứ để mình dễ di chuyển. Lạng quan là mấy con ấy nó cho mình lên đường ngay. Hay sử dụng cây cúp mềm mại để chúng ta lấy cho nó nhiều bạn lời nữa. Tại vì bạn đập một cục ra hên xui được ba, không làm được cái đèn, nhưng mà bạn dùng mềm mại thì nó ra nguyên cái cục đèn luôn. Xuống thôi. Bùm. Bùm 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 bùm. Ok, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xuất hiện ở đây là khá là tuyệt vời rồi. Ví dụ như gần gần thêm mấy cái như là gì, mấy cái tòa thành thì càng tốt, nhưng mà ở đây là đẹp rồi. Mình thấy chỗ này nó gần lắm mà ta, kỳ. Mình sẽ cần phải có lock. Ok, có lock đây. Ok, có lock ở đây. Mình phải chuẩn bị cái cung để sẵn sàng chiến đấu với lại mấy con gát. Con gát nó rất là nguy hiểm. Lấy nhiêu này là về đẹp rồi, không cần phải nhiều quá đâu, nhiêu này là đủ về gắn cái máy pha của mình rồi. Khi nào cần nhiều nữa thì mình lấy thêm. Ok, thì ở đây mình thấy là mình đặt ở cái chỗ này nó sẽ sáng, cho nên mình quyết định là đập ra và đập luôn cái ô trên. Thì mình không thích cái đèn đá phát sáng lắm, mình sẽ cho nó thành đèn đá đỏ. Và cách 1, 2, 3, 4 ở đây. Ở đây một cục nữa. Và bên này một cục nữa. Đó, tương tự thì bên này cũng sẽ có thêm một cục là 6 cục. 6 cục ở đây là đảm bảo sáng banh sát. Mình đập ra là tại vì ở trên đó mình sẽ cần phải có 6 cục. Water hack không đủ kìa. Thôi khỏi. Không đủ thì không chơi, không đủ thì chơi cái này. Rẻ hơn, chơi 6 cái cần gạt nó rẻ hơn.
Đấy, chơi sau cái cần gạt nó sẽ rẻ hơn các bạn. Tại vì mình lười đi đào bới ấy, cho nên chúng ta có ít đá đỏ lắm, ít đá đỏ, ít than, ít lưu ly, nhưng mà vàng sắt các thứ thì nhiều, tại vì mình đập lucky block ấy, nó ra nhiều. Xấu thôi. Rồi. Gắn vô. Đảm bảo sáng banh nóc. Và ở đây nó đập luôn, thấy không? Rồi, và mình cũng đã chuẩn bị một cái cây hoe rồi để chúng ta cuốc cuốc đất. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Chết cha. Chết rồi. Mình quên tính là cái đường ở giữa này nó không có. Quên tính mất tiêu. Quên tính là cái đường ở giữa này nó không có. Quên tính. Sai lầm, sai lầm. Cái đường ở giữa này nó sẽ không có được. Đáng lẽ phải làm 8 ô thôi, mỗi bên 4 thôi là đẹp rồi. Tự nhiên đu đòi chi làm chín. Đu đòi làm chín bây giờ. Mình thử rồi nó có chảy không? Nó chảy qua bình thường chứ đúng không? Cục ở đó nó làm phá sản hết rồi. Ok. Thì nếu như vậy ở giữa này chúng ta sẽ không làm được đúng không? Không làm được thì thôi. Không làm được thì chúng ta không làm ở đó. Mình sẽ ốp ví dụ mình ốp cái mình tính toán sai rồi. Mình thử ốp cái cầu thang này vô thì sao? Vẫn mở rương được không? Không mở rương được. Cái rìu của mình đâu rồi ta? Hình như nãy mình cất vô trong này. Mình ép phải là ba cái rìu nó mới ra được một cái rìu có efficiency để chúng ta đào cho nó nhanh, chặt cây cho nó nhanh. Ví dụ như mình làm như thế này. Tạm thời đi. Tạm thời chúng ta để như thế này thì vẫn mở rương được nè. Nhưng mà nhìn nó cùi bắp lắm. Thôi, cứ mình sẽ cứ để trống đi, mình sẽ ốp vô nè. Chơi ngu vãi. Thì bấm nó vẫn chảy bình thường các bạn. Nhưng mà ô giữa này chúng ta sẽ không có không có trồng trọt được. Nhưng mà thôi kệ, không sao, trồng bốn ô bên này được rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên lấy khoai tây xuống trồng ha. Nó cũng sẽ sáng nè, nhìn cũng được, không tới nỗi nào xấu đâu. Để như thế này nhìn cũng ok lắm á. Đấy, khá là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy khoai tây. Ok, xong rồi các bạn. Bạn thấy làm sao? Nhìn cũng khá là được đó chứ bộ đúng không? Không tính nỗi nào xấu đâu. Do mình chơi ngu, mình tính toán nó sai một tí thôi, nhưng mà cũng khá được. Đi lên đi xuống thì nó sẽ không có cái miếng slab ở đây thì nó sẽ không có bị hư cái cây, và chúng ta trồng vào và còn dư một, hình như là 8 x 8 là đúng đúng một stack luôn á bạn. Trồng vô cái ô này là đúng một stack luôn ấy. Lúc nãy mình lấy một stack với lại 19 cục thì nó đúng một stack luôn. Thì khá là ok. Ngoài ra thì mình sẽ làm thêm nhiều tầng nữa. Ở đây là chúng ta farm khoai thôi, còn những tầng khác thì
chúng ta sẽ làm lúa nè, cà rốt nè, các thứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đập Lucky Block nha các bạn. Với cái thử thách đơn giản như thế này thì chúng ta làm nhẹ 25 cục gì ta? Enderman Lucky Block nha các bạn. Và mình đã sẽ cầm cây kiếm thần God Sword. Đó. Mất sát và để lại cho chúng ta 12 cái gọi là cái gì? 12 cái gun powder. Mình có 38 level, mình sợ chết quá, tiếc quá, ủ quá. Nhiều khi chúng ta sẽ chết không? Này phải có táo vàng nó mới hồi nổi cái đống máu đó. Cộng 80 máu. Cộng thêm mấy hàng nữa, hiện tại là nó một một hàng team như thế này là hình như là 20 máu á bạn. 80 máu là cộng thêm cho mình 4 hàng nữa đúng không? Đó, chính xác, cộng thêm 4 hàng nữa, một hàng team là 20 máu. Bây giờ chúng ta Ủa? Không, mình nhớ là mình đi qua cái khu vực sa mạc mà. Đấy, đúng rồi đây. Chạy như cái máy vậy. Mình đi qua sa mạc để chúng ta đập làm nhẹ 25 cái À đúng rồi, bên kia còn một đống kim cương mà mình chưa đào nữa ấy. Bên kia bạn bạn nào nhớ trong tập trước ấy mình đập nó ra hai cái đống kim cương bự như thế này nè. Để mình đếm thử bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 x 11 là nhiêu? Là 121 block. 121. Hơn chứ. Phải là 11. 11 x 11 là 120. 121 rồi, nhân 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 7-800 block ấy. 7-800 block ọt. Ghê không các bạn? Là các bạn hiểu mình mà đào cái đống này ra thì mình được bao nhiêu viên kim cương nữa. Và chúng ta sẽ cần phải lấy một ít nước cái đã. Có nước ở đây không ta? Wow, nước ở đâu ấy? Chạy nhanh đi lấy nước cái coi. Oh yeah, đây, có nước rồi. Bắt đầu đập thôi. 25 cục này chắc cũng nhẹ nhàng thôi. 25 cục này thì nhẹ nhàng thôi các bạn ơi. Mình chỉ thích cái búp ấy, cái bình thuốc của nó. Đất nhiều gì, hai stack đất. Oh. Wow, đập hai cục không ra gì. Ồ, lát lát à, ra cái đầu. Thông thường á, nó ra cái đầu nó hay bị lát lắm bạn. Wow. Ồ, ngon ngon ngon. Cái này thì mình phải nhặt. Tại vì sao? Tại vì XP foray, tức là mình sẽ lấy những cái này để mình trang trí, cho nên mình sẽ nhặt mấy cái đèn biển. Còn sau này có thể thì chúng ta sẽ đi làm luôn mấy cái farm đèn biển các bạn. Đợt XP nhiều gì, xuất hiện liên tục luôn nè. Ngon. Ủa mà mình đâu lên level đâu. Lừa đảo. Kinh nghiệm thì nhiều mà không lên level miếng nào. Cái này cũng trang trí được nè. Cái khối cỏ cũng trang trí được. Cái này nói chung là cái gì mình cũng cảm thấy cần thiết á, tại vì chúng ta hiện tại đang khá là nghèo. Wow, có mấy bình cộng trăm trăm, tí nữa mình đập mấy bình cộng trăm trăm cho nó chắc. Đập mấy bình xui xui ghê lắm. What the hả? Bình thường thôi, cái này nó lừa đảo các bạn, tí nữa nó rớt xuống là tự nhiên nó ấy à. Wow, kinh nghiệm quá trời luôn mà mình không có cái nào á. Này có gì không? Không có gì hết, tí nó rớt xuống tự nhiên nó ra lóc à, nó đâu nổ đâu. Đó, lừa đảo, nó hù mình thôi. Thì mình không cần cái này, không cần cái này, không cần cái này, không cần cái này. Lấy bedrock chơi cho vui các bạn. Rồi đập tiếp nào, còn 8 cục à, nhanh không? Nói chung là cái Lucky Block này nó đa số là hên, đa số là may mắn thôi. Nó ít có xui lắm bạn, cho nên chúng ta đập thoải mái. Oh yeah, chúng ta kiếm được cái giày gót rồi. Bữa trước mình mới chưa chưa có cái quần, mình vẫn chưa có cái quần. À, có một đầu con Reaper, mình vẫn thiếu cái quần. Giờ cho tôi cái quần nữa là tôi đủ đủ set. Phải, Reaper cõng con mèo đi đâu vậy? Hết. Wow, nguyên set kim cương thường không enchant. Đấy,
Thì ok, mình đã đập hết rồi nhưng mà cái này hình như lụm không có lên level. Ok, thì ngày hôm nay mình đã hoàn thành cỗ máy farm lương thực, cũng như là cái đây là cũng là thử thách của bạn đó đặt ra cho mình để giải quyết vấn đề lương thực. Thì ok, nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái series như thế này ấy, thì đừng quên để lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Ngoài ra nhớ click đăng ký và đặt thử thách cho mình ở dưới phần mô tả với cú pháp là thử thách gạch ngang số lượng Lucky Block mình nhận được sau khi hoàn thành thử thách nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.